Kênh Ký ức Chiến tranh trân trọng gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết với nhan đề Hòn đất tác giả nhà văn Anh Đức. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Nghe thằng bé nói thế, giữ ngồi lại. Thằng bé đưa mắt ngó lên vòm hang. Hồi chưa nghe bác hồ nói chuyện em tưởng như bác biết mình hiện đương ở trong hang mà em lại cứ tưởng bác biết em mới chặt tay vậy thiệt nghe bác nói sao em ngờ ngợ bác biết hết biết mình quyết tử với tụi nó biết mình khát nước xứ nghe thằng bé nói sao giống như mình nghĩ quá chị cầm tay nó bảo phải bác hồ biết hết em à ở miền nam mình cực khổ đau đớn hay gan góc bác đều rõ nên bác mới nói miền Nam phải trải qua 7 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng. Đó, em nhớ không, bác nói vậy là bác biết rõ lắm nghe. Chị ba có thấy tiếng bác lúc đó hơi run run không? Chị ba ơi, nghe bác nói rồi, em thấy tay em bị cụt như vậy đâu có nhằm nhè gì. Em chỉ tức là mới sắp chiến một trận mà bị thương sớm quá, phải chi? Sứ an ủi thằng bé. Đừng lo, em cụt một tay là thường. Thiếu gì người cụt một tay mà vẫn chiến đấu. Tay em lành rồi em cũng xin ở du kích Rủi có chết thì thôi Nếu tới ngày thống nhất May phước em còn sống Em sẽ kiếm cách gửi thơ thư với bác rằng trong ngày đó Tháng đó, năm đó Em còn có một tay và em nằm trong hang hòn này Em đã nghe bác nói Chị nhắm được không Sứ nghe thằng bé nói thì giật mình Không ngờ nó nghĩ ra đến như vậy Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Được chớ Đâu cần gì tới thống nhất Chừng nào mạnh rồi em viết thơ cho bác cũng được mà. Thằng bé nghe nói, vẻ mặt vừa rạng rỡ vừa lo lắng. Nói vậy chớ đâu được, em nói chơi chớ em không dám viết đâu. Sao lại không? Em viết được, em xứng đáng được viết thơ cho bác lắm. Không, không được đâu. Thằng bé vội nói rồi nó lại đưa mắt ngó lên vòm hang cao. Chẳng biết nó suy nghĩ những gì, chẳng biết nó có tính viết thư hay không viết thư. Nhưng rõ ràng là nó đang sung sướng về điều nó nghĩ, cùng những lời trị xứ đã đem đến cho nó niềm vui ngay từ bây giờ. Ánh sáng từ trên vòm hang đã mờ đi, có lẽ bên ngoài chiều hôm buông xuống rồi. Dần dần, sứ không nhìn thấy rõ mặt thằng bé nữa. Chị chỉ nghe hơi thở nhẹ nhẹ và bàn tay của nó ấm lên trong tay chị. Sứ mò mẫm định tìm nến đốt, nhưng thằng bé ngăn lại. Thôi, đừng đốt chị, hao lắm. Sứ nghe thằng bé, không đốt nến nữa. Trong bóng tối tràn ngập, chị ngồi rụm hai gối chân lại, đưa tay sổ đầu tóc. Tóc chị xóa tràn bờ vai, rũ xuống mặt đá. Chị kéo tóc ra trước ngực, lần các ngắn tay vuốt gỡ mớ tóc rối. Tóc chị xứ dày và mượt lắm. Mỗi lúc sổ tóc ra để bới lại lần nào chị cũng nâng tóc mình vuốt ve, âu yếm. Không nói được thành lời làm sao suối tóc mắt dựa của chị như có sự sống riêng, linh hồn riêng. Đối với chị, hình như là nó có tiếng nói, và mỗi lần nâng nó trên tay, chị liền có cảm tưởng trò chuyện rất đối yêu thương. Làn tóc gợi chị nhớ tới bàn tay anh San, bàn tay mẹ. Anh San ngày trước vẫn thường lùa tay vào mái tóc này. Còn mẹ chị thì vẫn hay ngồi bới lại đầu cho chị. Mẹ chị còn thường múc nước rội cho chị gội đầu nữa. Hình như mẹ chị sung sướng lắm khi được chính tay làm những việc đó. Mặc dù có lúc bà cứ la lên, Phật ơi, một chục bữa rồi tao chưa thấy mày gội đầu nghe xứ. Hay là khi xối nước cho chị, mẹ cứ dục quào mạnh tay một chút dùm cho tao nhờ coi. Sứ mỉm cười nhớ lại những câu nói ấy của mẹ, lòng càng thêm lo lắng và tội nghiệp cho mẹ mấy hôm nay vò võ một mình. Vừa bới lại đầu tóc xong, chị chợt nghe tiếng Quyên gọi. Chị đặt cây nến và cái bật lửa vào tay thằng bé, dặn: "Đây, chừng nào muốn sáng thì em thắp lên." Sứ đứng dậy đi ra gặp chị, Quyên ôm cổ chị thì thào: "Anh trọng với anh ba rèn đã bò ra ngoài hang rồi, mấy ảnh ra dò thử tình hình ở ngoài." vậy hả đi lâu chưa mới vừa đi con thúy đâu rồi nó đang ngồi chơi với anh hai ngoài kia quyên và sứ cùng đi ra ngoài hai chị em đến bên chỗ anh hai thép sứ hả anh hai hỏi dạ con thúy nghe tiếng sứ liền kêu má chị bảo con ngồi đó chơi với bác hai đi con má cũng ở đây chứ không có đi đâu đâu rồi sứ nói anh hai à theo anh liệu tụi nó vây mình lâu không vẫn chưa thấy triệu chứng gì tỏ ra là tụi nó rút hồi chiều anh cho chú đạt leo lên hang coi thấy tụi nó đi vác dơm của đồng bào về chất có đống không biết nó tính làm gì hay là nó muốn đốt hang quyên nói cũng có thể căn cứ vào lối đánh của tụi nó từ hai hôm nay anh thấy tụi nó lần này quyết tâm tiêu diệt mình lắm thiệt ra tiêu diệt trên dưới hai mươi người mình đây thì cũng không ăn nhầm gì nhưng ý đồ thằng địch coi bộ muốn tiêu diệt ta ở đây để làm núng ta ở chỗ khác. Cho nên về phía ta cũng phải thấy rõ là nếu ta giải quyết được vấn đề nước uống trong hang và ở ngoài xóm tiến hành đấu tranh mạnh mẽ. Nhược điểm của thằng địch là không thể giam quân ở đây lâu đâu. Còn mình thì rất tiếc không nắm được tình hình ngoài xóm mấy hôm nay ra sao. Sứ nói, em tin bà con không để chúng yên đâu. Ở ngoài đó có chị hai với mấy chị, lại được anh tám chấm giúp đỡ, thế nào cũng đấu tranh kết hợp chặt về vấn đề nước uống của mình thì đợi mấy ảnh đi bám về đã. Nếu có thể mò ra khúc suối nào đó múc được, tụi em sẽ đi. Tụi em đội cả om quen hơn. Anh hai thép bảo. Ờ, để đợi anh em bám về coi sau đã. Anh hai nói thế rồi ở radio ra đài Hà Nội. Từ trong máy vẳng ra tiếng đàn bầu đang dạo bản câu hò trên bến Hiền Lương. Nghệ sĩ chơi đần có lẽ đang chơi với những ngón tay xúc động run rẩy. Hình như có lúc anh ta nén thở hay sao mà tiếng đần cứ oan ngoại lắm lúc nghe như chớ với rồi lại lắng động mãi một chỗ, tưởng như sợi tơ đời bị đứt ngang để rồi sau đó trở nên réo rắt, thiết tha hơn, và tiếng đời cứ tâm sự mãi. Cho đến khi giọng người con gái trong máy cất lên điệp khúc thứ hai của bài hát thì tiếng đời cũng cứ còn vương vít quyền quyện không thôi. Quyền bỗng thấy chị xứ nhẹ nhẹ đưa tay ôm ngang thắt lưng mình, rồi cầm chị đặt lên vai mình. Quyền biết chị xứ cảm động, vì lời hát ấy đang nói về lòng thủy chung, đang nói về cảnh ngộ chị. Bài hát ấy chính Quyên đã có lần chép và rủ chị cùng học với mình. Nhưng chị xứ chỉ học để biết hát, chớ về sau quyên không thấy chị mình hát bài hát đó bao giờ. Khi tiếng hát trong đà đã, đã dứt rồi, chị xứ vẫn đặt cầm nơi vai em, lặng lẽ. Lâu sau, chị mới nhấc cầm ra, bước tới bảo con Thúy. Thôi đi ngủ, con. Con Thúy ngoan ngoãn với tay choàng lên vai mẹ. Trước khi cống con vào trong, xứ khẽ dặn quyên. Chừng nào mấy ảnh về thì kêu chị nghe quyên. Chị đem con Thúy vô cho nó ngủ cái đá. Sứ cống con đi mò vào ngõ hang. Dọc đường, con Thủy ngoẻo đầu xuống vai chị. Chị hỏi. Ngủ rồi hả Thúy? Con bé không đáp. Hơi thở của nó phải nhẹ nhẹ và mang tay chị. Âm ấm, ấm, nhồn nhột. Chị dò dẫm, rén bước đi thật kỹ, cố sao cho con khỏi bị thức giấc. Về tới sát phiến đá chị miết chặt 10 ngón chân đặt trên tảng đá, bước lên. Rồi khi đã lên tới phiến đá, chị dây lưng lại, dùn hai gối chân ngồi bịt xuống. Chị ngả người đặt con nằm xuống phiến đá khéo léo đến nỗi nó không hay biết gì cả. Tuy nhiên, với bản năng đặc biệt, đôi bàn tay bé bỏng của nó cứ bám giết lấy vai chị một lúc rồi mới chịu buông ra. Sứ lấy cái khăn trên cổ mình xuống, đắp lên người con. Nghe chừng tiết trời đã bắt đầu xe xe lạnh. Chị sợ con không đủ ấm, liền cởi cả chiếc áo bà đa đen đang mặc đắp thêm cho con. Bây giờ chị chỉ còn mặc một chiếc áo túi ngắn tay bằng lụa đen. Chị nghĩ bụng, bận cái áo này nếu có đi lấy nước cũng gọn. Một lần nữa, chị sờ soạn từ đầu trí chân con Thúy, đắp vén kỹ cho nó, rồi mới cầm chiếc đèn pin quay lưng bỏ đi. Nhưng lạ thay, lần này con Thúy không giật mình gọi chị gì cả mà sao chị cứ nhấp nhứ bàn chân chưa muốn đặt xuống phiến đá bên dưới. Có cái máy lực gì ở sau lông cứ níu kéo chị lại, không để chị bước hẳn. Cuối cùng, chị đã quay mình lại lắng nghe hơi thở của con. Và cũng chỉ thế thôi, chị lại từ từ bỏ đi. Nhưng có quay lại một chút như thế, bây giờ chị mới thấy yên tâm. Sứ ra tới hang bùng binh, anh em vẫn chưa về. Anh hai thép hỏi sứ. Con Thúy ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Con nít thiệt khỏe quá. Giặc giả gì nó cũng khỏi cần lo, cứ việc ngủ yên. Quyền nãy giờ cứ đi ra cửa hang rồi lại đi vào. Cô thấp thỏm nói sao lâu quá mà mấy ảnh chưa về không biết có chuyện gì không nói xong cô ngồi ghé lên tảng đá thì ngay lúc ấy ngoài ngõ hang có tiếng trọng kêu anh hai anh hai đâu đây tôi đây anh hai thép đứng ngay dậy trọng và anh ba rèn ủa vào hang anh hai hỏi sao ba rèn nói chuẩn bị đi lấy nước đi tụi tôi bám rồi tụi nó chỉ đóng quân ở bên kia suối còn trong mé vườn bên này thì êm do không có gì chắc ăn không chắc nhưng phải ra liền e tình hình thay đổi vậy thì đi quyên ơi cả om có ở đây chưa quyên mau mắn đáp có em đem ra rồi anh hai thép nói út quyên còn yếu không đi được đâu em mạnh rồi để em đi mà thôi con quyên bây ở lại anh ba rèn nói cương quyết sứ cũng bảo thôi út quyên đừng đi em em chạy vô kêu năm nhớ đi với chị quyên miễn cưỡng chạy vào hang trong lát sau cô cùng năm nhớ trở ra ba rèn dặn sứ và năm nhớ tuyệt đối không được nói chuyện nghe tụi tao đi trước mấy đứa tụi bây đi sau mà phải đi cho êm trọng xốc khẩu tôm sông lên đi đi sứ và năm nhớ sắn ống quần lên quá gối hai người đội cả om theo trọng và anh ba rèn luồn ra miệng hang ra tới miệng hang, ngạn và anh em gác ở đó đều dặn họ phải cẩn thận. Sứ bước ra tới gần cửa hang thì nghe mùi khói thuốc lựu đạn xông vào mũi nồng nồng. Và khi đã lọt ra tới bên ngoài, chị cảm thấy khỏe khoắn hơn lúc ở trong hang gấp bội. Chị thở hít luôn mấy hơi. Bốn người cúi mình lom khom chạy qua bãi cỏ trống. Chị sứ chạy sau, hai tay vịn cái cà om trên đầu. Vào tới vườn dừa, mọi người chậm lại, mò mẫm. Đi một đối, Bỗng thấy phía trước có đèn pin sẹt ngang Mọi người ngồi thụp xuống Im thiên thít Một tốp lính kéo qua trước mặt họ Cách chừng 10 thước Ánh đèn pin vụt tắt ngắm Có tiếng chân dày dẫm sạt sạt trên các tàu lá rửa khô Đợi chúng đi khỏi Bốn người lại đứng dậy, đi tới Họ đã đến sát bên bờ con suối lươn Chỗ dẫn ra suối là một bãi sỏi trống Trọng với ba rèn ghim súng Khoát mạ và năm nhớ vội nhắc Cả on trên đầu chạy xuống bờ suối Năm nhớ tới suối trước vụt ngay cái cả om xuống nước. Sứ cũng chạy nhanh xuống. Chị nghe tiếng bọn giặc nói chuyện lao sao ở bờ suối bên kia. Trong các lều vải sáng ánh đèn khí đá, bọn giặc đang đánh bài gì rách. Có tiếng thằng cầm cái hỏi, kéo nữa thôi. Và thằng tay con đáp, kéo chớ. Sứ bình tĩnh nghiêng miệng cả om, múc đầy một cả om nước. Bên cạnh chị, năm nhớ đang vốc nước suối uống. Uống mấy vốc rồi cô ta mới đội cả om chạy lên. Sứ cũng định vốc nước uống nhưng thấy năm nhớ đã chạy lên, chị vội bợ cả om chạy theo năm nhớ. Khi đã lẫn vào vườn rửa tối om om, sứ nghĩ bụng, vậy là ổn, chỉ còn từ đây về hang nữa thôi. Trọng và anh ba rèn vượt lên trước, kế đó là năm nhớ rồi tới chị sứ. Đi trong vườn tối, sứ ngờ quảng đưa tay ra phía trước. Vậy mà mấy lần chị vấp phải dễ rửa, nước trong cả om cứ sóng sánh muốn đổ. Lát sau, dẫm phải một tàu lá rụng, chị liền dừng lại đặt cả om xuống đất. Chị lẹ lẹ mò mẫm tước mấy cái lá dừa, vo khoanh lại bỏ vào miệng cả om. Khi chị sắp nhấc cả om đội lên đầu, thình lình có tiếng chân chạy tới, giẫm lạo xạo trên lá dừa, chị vội đứng nép vào một thân dừa. Nhưng muộn rồi, mấy ánh đèn pin cùng một lúc đã chiếu thẳng vào mặt chị. Một tên biệt kích đi đầu đã nhắc thẳng vào mặt chị. Chị liệng mạnh cái cà om vào mặt nó, rồi vút chạy. Bọn chúng sổ theo. Một thằng túng được đầu tóc chị giật mạnh, khiến chị ngã ra phía sau. Rồi ba bốn thằng súng lại đè chặt lấy chị. Tên thiếu úy ba, chỉ huy phó đại đội biệt kích cầm lăm lăm khẩu súng cặp pin bước tới nhìn người phụ nữ la mặt đang bị lính của hắn trói. Hắn quay ra sau, gọi. Tụi bay thằng nào có ở hòn đất lại đây nhìn mặt con này coi. Một tên lính từ sau len tới. Nó ngó qua mặt chị sứ, thằng lính đó liền la lên. À, con sứ. Mày biết nó à? Biết, con này là Việt Cộng Tránh Hầu, Tên thiếu úy lừ lừ nhìn sứ, nắm ngực áo sứ, hất hàm hỏi. Phải mày tên là sứ không? Chị sứ gật đầu. Phải, mày đi với ai? Đi với nhiều người, giờ thì họ vô tới hang hết rồi. Có múc nước không? Sao lại không? Thằng thiếu úy ba nghe nói thế liền bật cười ha hà. Tốt lắm, nếu có múc nước thì tốt lắm. Chị sứ chố mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại bảo thế. Tên thiếu úy thọc hai tay vào túi quần, đắc chí nói từng tiếng một. Tụi tao đã bỏ thuốc độc xuống khúc suối này rồi. Sứ mở mắt to kêu á một tiếng đầy sợ hãi. Đột nhiên chị nhào tới, định chạy về hướng hang hòn. Nhưng chị không chạy được. Một tên biệt kích đã giữ chặt tóc chị bấy giờ sổ tung cả già. Tên thiếu úy cười gần. Chạy đi đâu? Tụi đồng chí của mày rồi sẽ chết nhăn răng hết giáo. Hiểu chưa? Hắn thét bọn lính. Dắt nó về. Sứ bị bọn lính lôi đi sền sịch, tóc chị rủ xuống gần chấm gót. Sứ mấy lượt vùng vằng cưỡng lại, không chịu đi. Mỗi bước chân rời xa hang hòn lúc này của chị sao cứ nặng trịch như chỉ. Chị muốn thét lên thấu tới trong hang, bảo anh em đừng có uống nước trong cả om năm nhớ đội về đó. Chị lo sợ nghĩ tới con, tới em cùng những đồng chí thân yêu của mình. Đang đi chị quay lại, phấn uất nghiến răng thét. Đồ độc ác, đồ hèn mạt. Tên thiếu úy bị mắng tức giận trở báng súng đánh quật ngang lưng chị, khiến chị té khuỵu xuống. Trong ánh đèn pin liêng ngang, tên thiếu úy nhìn thấy nước mắt chị trào ra. Hắn chế giễu. Vậy mà cũng đi làm việc cộng. Mới ăn một báng súng đã khóc rồi kìa. Sứ thấy nó hiểu lầm về giọt nước mắt của mình quá, nên bĩu môi. Nè, bộ mày tưởng vì mày đánh mà tao khóc hả? Nói cho mày biết, vì anh em tao, tao mới khóc chứ không phải vì mày đánh tao đâu, nghe chưa? thằng xăm mừng rơn lên khi hai tin tên thiếu úy bắt được sứ. Đang nằm trong lều, hắn nhổm dậy, co do cánh tay bị thương, đi lộc sộc qua lại rồi khom lưng chui ra khỏi lều. Bọn lính biệt kích đã về tới bờ suối bên kia. Chúng lôi sứ xuống suối, chị té nhào, ướt cả mình mẩy. Nước ở quãng suối này chỉ lên đến đầu gối. Sứ dầm chân xuống dòng suối buốt lạnh, đi qua. Dòng suối cuốn áng tóc dày mượt của chị, trôi loang loáng. Đặt chân lên tới bờ sỏi bên, chị ngước nhìn thấy hai ba thằng lính đang đứng sách đèn khí sáng rỡ. Chúng dơ cao đèn lên. Liền lúc đó, sứ nhắc trông thấy thằng xăm, hắn đang đứng im, tay trái viện cầm, tay phải bị thương treo băng co lên. Sư cất bước, giả như không trông thấy, đi ngang qua hắn. Thằng xăm vẫn đứng im, không nhúc nhích, vẻ mặt hắn lạnh lùng như tạc bằng đá. Đợi sứ vừa đi khỏi hai bước, hắn gọi giật. Đứng lại, con kia. Chị sứ dừng chân, nhưng không ngoảnh lại, thằng xăm bước xải tới sát bên sứ, nháy mắt. Nè, quên tao rồi sao? Sứ lức hắn, rồi lại nhìn thằng tới trước, không đáp. Thằng xăm ngó chỉ một lúc rồi nói. Đê mẹ, tao cứ tưởng tụi bay ở lì trong hang chớ. Té ra tụi bay cũng biết khát nước. Mà tao ngỡ là bắt được ai kia chớ đâu rẻ là mày. Thiệt tao không rẻ năm kia thả mày về để mày theo Việt Cộng. Sứ nhếch miệng nói nho nhỏ mày nói không rẻ tao theo Việt Cộng, còn tao thì tao không rẻ lâu ngày gặp mày, thấy mày vẫn y như trước. Y như trước là sao? Là ăn nói thô lỗ, đến như mày là trung úy mà cũng ăn nói như vậy. Hèn chi người ta chê quân đội Cộng Hòa tụi mày lưu manh là phải lắm. Bị sứ nói như tát nước sôi vào mặt, tên xăm giận điếng người. Hắn nắm chui đi AP cúp cúp ở thắt lưng, rút soạt dao ra. Hắn đưa lưỡi dao dài và sáng đó ngang tầm mắt, ngắm nghía. Mấy giây sau, bỗng hắn cau mày, từ từ hạ lưỡi dao xuống, đút trà vào vỏ. Đóng cọc chói nó lại đây cho tao, hắn thét lớn. Bọn biệt kích chạy đi lấy cây, đéo sàn sạt. Lát sau chúng sốc một cây cọc chàm trên bờ suối, rồi dắt sứ lại trói gịt vô. Thằng xong bước tới mặt sứ, nghiến răng. Đáng lẽ tao mổ bụng mày liền bây giờ để coi lá gan của mày lớn tới bực nào. Ngặt làm như vậy mày chết mau quá, tao cho mày sống đôi ngày nữa để chôn chung một lỗ với anh em đồng chí của mày. Nói xong, thằng Sam quay lưng đi vào lều. Bọn lính giờ những cây đèn khí ra sau lưng sứ, dọi coi chói sứ như vậy đã thật chắc chưa. Rồi chúng cũng xách đèn bỏ đi. Chỉ còn lại một mình tên lính cầm súng đứng gác trước cửa lều thằng Sam. Sợi dây dù thít chặt hai bắp tay trần của chị sứ vào cây cọc. Cứ mỗi lúc, sứ có cảm giác sợi dây ấy càng thít chặt bắp tay mình hơn. Chị quỷ trên đất sỏi, mái tóc ướt đẫm sau lưng chị rũ đầy, xóa che kín phủ cả hai gót chân. Đêm bỗng nhợt dần, vì trăng sắp lên. Từ chỗ bị trói, sứ có thể nhìn ra biển cả. Trước đó một chút thì chị chẳng thấy gì đâu nhưng bây giờ chị đã nhìn thấy biển trước mặt mình. Chị tự nhủ, trăng lên rồi. Và mở to đôi mắt, chị nhìn sóng biển chợt hiện ra, lao sao. Bây giờ hầu như chị đã quên phát ngay lưỡi dao của thằng xăm, quân mình đang bị trói, quân cả tên lính gác đang đi đi lại lại kia. Giờ chị chỉ trông thấy có mối mặt biển đang nhấp nhô sáng rộng ra đó. Chị chỉ trông thấy cái ánh biếc ngời như tự lòng biển thầm đang xô dậy trên đầu các ngọn sóng đó. Vầng trong 18 ngoi lên, vàng rực, rồi trăng treo cao lên mải. Đến lúc màu trăng động lại vàng ối, xứ liền thấy mặt trăng giống hệt trái xoài hòn chín. Không có cuống, treo lư lửng giữa không trung xanh nhạt. Đêm nay trời lặng, sóng biển rì dầm như kể những chuyện không bao giờ hết. Thỉnh thoảng, gió biển từ ngoài khơi lùa qua bờ bãi, thổi vào hơi thở ấm ấm mang vị muối. Tấm áo lụa mỏng ngắn tay của sứ xe xe khô lại. Tóc chị rồi cũng dần dần được gió biển vuốt cho ráo đi. Ánh trăng đổ tràn trên bờ suối, làm nối gió bóng sứ đang quỳ. Nổi gió cây cọc nhú lên quá đầu chị độ trong gang tay. Lát sau, tóc sứ chợt vờ nhẹ. Thế rồi mái tóc ấy bồng lên, bay xóa theo chiều gió. Chẳng còn thấy đầu cây cọc kia đâu nữa chỉ có áng tóc tắm ánh trăng của sứ đang bay lượn. Đêm càng khuya, gió thổi càng nhiều. Sứ không nhìn vầng trăng nữa. Chị ngoảnh về hòn đất đen sấm một vòm, ở sát kề bên chị. Lòng chị rối bời lên vì không biết sự thể trong đó bây giờ ra sao. Có lẽ anh em đồng chí đều bị trúng độc cả rồi cũng nên. Đang khát mà gặp cả om nước của năm nhớ đem về ai lại không uống. Trời ơi, anh em có biết đâu nước trong cả om có thuốc độc. Năm nhớ ơi, chúng nó giết em rồi sứ kêu lên trong lòng và dùng mình nhớ lại ban nãy chính trị cũng đã định vốc nước đó lên uống. Nhìn xuống dòng sông đang loang loáng chảy xiết, sứ giật mình sực nhớ lại quãng suối nước ban nãy hình như không chảy. Phải rồi, nước ở đó không chảy như ở đây. Chúng nó ngăn lại đổ bỏ thuốc độc mà. Anh Gian ơi, anh ở ngoài đó có thấu không? Tụi Mỹ, diệm nó ác độc thế đó, anh có biết không? Trong đêm thâu bằng bạc ánh trăng, chị sứ gọi chồng mà nói. Chị nói với chồng từ xa lòng đau đớn không ngờ mình lại nói ra những lời ấy tại lòng suối mà 8 năm về trước đã có lần chồng chị đứng dưới khoát nước lên cho chị gội đầu rồi chính tay anh ấy cầm lực trải gỡ từng mớ tóc rối cho chị tại bên bờ suối này đây chị đã từng có những phút giây sung sướng bây giờ thì trái ngược hẳn bây giờ sợi dây dù buộc chặt đến nỗi từ bắp tay chị trở xuống đã tê đi không còn có cảm giác gì nữa lưng chị loi lói thốn đau vì cái bắn súng thằng thiếu úy đánh chị ban nãy nhưng bây giờ cái làm chị khổ sở nhất vẫn là nỗi lo đang vỏ xé lòng chị. Chị lo cho mình thì ít mà lo cho anh em đồng chí trong hang, lo cho em gái và nhất là đứa con bé bỏng thương yêu của chị. Suốt đêm, sứ mở mắt trao cháo, vầng trăng lên cao đến đỉnh đầu, rồi khuất ra sau lưng chị mà nỗi lo của chị vẫn không vơi. Gần sáng, mệt mỏi, sứ ngoẻo đầu ngủ thiếp đi, trong lúc dòng suối bên dưới vẫn chảy, gieo theo khe khẽ và gió biển khơi vẫn ùa vào, thổi thay tóc chị ra phía sau như những làn sóng. Sứ thiếp đi được một giấc dài. Lúc chị tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Bọn lính từ trong các lều vải kéo ra đứng đầy bên bờ suối. Thằng xăm dẫn hai thằng Mỹ đi sồng sộc đến bên sứ. Hắn đưa mũi giày nhấc cầm chị lên. Hai thằng Mỹ nhìn mặt sứ chăm chăm rồi xì sổ nói với nhau thứ tiếng của nó. Con Việt Cộng này có đôi mắt ương ngạnh nhưng rất đẹp. Nói chung là nó đẹp bọn lính tập hợp trên bờ đã bắt đầu lũ lượt lội ngang suối, qua bên kia. Hai tên Mỹ rời chỗ trị xứ một cách tiếc rẽ, men xuống suối. Bọn lính biệt kích khom lưng cống chúng lội qua. Thằng xăm cũng quay đi, nhưng mới đi mấy bước, hắn quay lại nói với sứ. Mày dáng quỳ đợi đó. Bữa nay, tụi tao vô hang sách cổ hết đồng bọn của mày về cho mà coi. Hắn nói và co co cánh tay buộc bằng, bước xuống vệ suối. Một thằng lính đứng lom khom đợi sẵn, cống hắn lên, lội sồn sột. Hôm nay, thằng xăm cũng đi. Chị xứ ngoảnh nhìn bọn chúng kéo vào hòn, lòng hồi hộp chờ đợi. Trên bờ suối bây giờ chỉ còn lại năm bảy tên lính vừa nấu cơm vừa coi chừng chị. Bọn chúng ngồi bên bếp lửa mới nhóm, ngó chị xứ, kháo chuyện với nhau. Tụi mình không dễ giàu gì kiếm được một con vợ ngộ như con nhỏ này đâu. Ờ, đàn bà có nhan sắc mà theo Việt Cộng, thiệt uổng. Sứ nghe chúng nó nói, lấy làm khó chịu mà hơi tức cười. Chị làm thinh, ngước mắt nhìn ra phía biển. Trời đã sáng rõ. Hồi đêm, sứ nhìn thấy những lạng sóng vàng lấp lánh ánh trăng. Bây giờ trước mặt chị là những lạng sóng hồng, lao sao, dối rít Màu tím nhạt trên bầu trời biển đã ngả sang mày hồng sen, phơn phớt. Buổi sáng mắt rợi mở ra cho sứ nhìn thấy tất cả những gì đêm qua chị còn chưa thấy rõ. Ban mai như kế tục cái đêm trăng thanh, hòa vào lòng chị, an ủi thêm chị bằng những sắc màu của nó và chính nó đã cho chị nhìn thấy toàn cảnh hòn đất. Chị sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thấm hồng ra thịt chị. Chính tại dẻo đất này, mẹ chị đã hát du chị ngủ, và đến lúc làm mẹ, chị lại hát du cho con những câu hát ngày xưa. Chính tại đây chị đã giơ nắm tay nhỏ nhắn lên chào lá cờ đảng, nên từ đó chị càng biết yêu thêm cha mẹ, chồng con, anh em, đồng chí. Chị xứ đã yêu hòn đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang. Nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà sen lẫm trong vườn cây, thấy ruộng đồng, thấy núi ba thê vòi või xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cỏ. Có lẽ chưa lúc nào chị xứ yêu hòn đất quặn lòng như buổi sáng hôm nay. Lúc quỷ trước cái chết lại là lúc chị thấy yêu hơn sự sống, yêu hơn mảnh đất chôn nhau mà mình minh giờ đang trải ra một ngày mới ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng loa cửa biển, và xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn những làn khói bay lên từ cái mái nhà chen trúc của bà con làm biển. Sứ còn ngó thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi óng ánh, phất phơ, bên cạnh những vạt lưới đen ngăm, chùi chuỗi. Nắng sớm đẫm chiếu người sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm dập mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị nhưng tất cả những ánh nắng đó bất thần như động đẩy lên cả một lúc. Một loạt súng nổ gian ở phía hang hòn. Sứ giật mình ngoảnh lại. Súng nổ mỗi lúc một dữ dội. Chị nghe tiếng tiểu liên, tôn sông bắn ngắt quãng và tiếng súng trường bầm bầm nhịp từng phát một. Bọn lính chạy ùa cả ra bờ suối, ngóng về hang hòn. Mắt sứ vụt sáng rực. Ban đầu chị ngờ là tiếng súng của giặc, nhưng giờ chị nhận rõ là tiếng súng của anh em trong hang bắn già. Chị lắng tai nghe thấy giữa những loạt súng nổ dậy lên tiếng la chói lói. Văng vẳng. Mừng quá, sứ muốn tung cả dây chói mà nhảy lên vỗ tay hoan hô thỏa mãn. Sứ sung sứ nghĩ, vậy là anh em còn sống, còn chiến đấu. Một thằng lính đứng trên bờ suối vọt miệng. Súng nổ mũng này thì bữa nay thế nào cũng có khiêng về vài con nữa cho coi. Nè, sao nói tụi nó uống nhầm thuốc độc rồi? Biết đâu, nói vậy chứ có khi tụi nó uống mà không chết khúc suối minh mông dài nhằng như vậy mà bỏ thuốc độc thì có ăn thua mẹ gì. Thằng biệt kích vừa nói xong câu ấy chợt nhớ có mặt sứ, nó quay lại hầm hầm nhìn chị, giơ ngón tay lên dọa. Ê, nói vậy chứ đừng có mừng nghe em. Thân em như con cá chê bị chặt ngạnh để trên thất rồi. Sứ liếc nhìn nó muốn nói lại một câu. Nhưng chị nghĩ, nói với nó chị uổng lời mình. Thật ra thì chị chẳng mừng cho thân chị đâu. Chị mừng đây là mừng trong hang vẫn nổ súng nghĩa là anh em vẫn còn sống, còn chiến đấu, chứ không phải để tụi nó vô sách ra, như thằng xăm vừa nói. Giữa lúc đó, tiếng súng trong hang đột nhiên im bặt. Lát sau tiếng trung liên rộ lên hàng tràng dài, không ngớt. xứ biết bọn giặc đang bắn trả lại. Chị nghĩ bụng, không lo, giỏi lắm thì cũng như ngày hôm qua hôm kia thôi. Lát sau, giữa tiếng súng hãy còn nỗ giòn giả. Sứ bỗng thấy từ trong vườn dừa nhô ra một tốp lính chúng khiêng những tên bị thương sồng sộc ra suối. Tốp lính bên này suối cũng vừa trông thấy. Thằng ban nãy nói, thấy chưa tụi bay, tao đã nói rồi mà. Tên này vụt chạy xuống sát mé suối, hỏi to. Ê, thằng nào đó tụi bay? Bọn lính đang khiêng không trả lời. Chúng cố dị chân để xuống cái dốc thoai thoải. Tới bờ suối, chúng để lại bọn bị thương xuống cát. Trong số đó có một tên Mỹ đang tròi đạp và giống lên dữ dội. Tụi lính đưa tay vuốt mồ hôi hồi hển. Đê mẹ trung úy nói tụi nó uống thuốc độc chết hết rồi. Biểu tụi tao vô hàng. Mới nhảy vô, tụi nó ở trong sổ ra, chết hết sáu thằng, còn năm thằng bị thương. Có một thằng Mỹ gần xí lắc lét rồi đây nè. Bộ tụi nó cũng vô hang sao. Không, nó đứng ở ngoài xa, bị lạc đạn. Bên kia suối, tên Mỹ to lớn đang dãy rụa. Hai tay nó cào cấu, bười bười lớp cát. Hồi sau, nó không la giống nữa, chân đạp mạnh mấy cái rồi nghèo vật đầu sang một bên. Chiếc mũ ba rèm úp chặt lấy mặt nó, tối om om. Tên lính biệt kích cúi xuống để tay lên mũi tên Mỹ. Tên lính kêu lên. Nó chết rồi. Chết rồi à. Hết thở rồi. Tên biệt kích lặp lại với giọng thản nhiên. Nó đứng tràng háng, hai tay chống mạnh nhìn sắc tên Mỹ nằm im dưới đất. Một tên bên này bảo. Ê, khiêng nó đưa qua đây đi. Để nó nằm đó lát nữa bị cạch đa. Cách mẹ gì, bộ có mình nó biết chết sao. Khiêng mấy thằng còn sống của mình qua trạm cứu thương trước đã. Bọn lính sốc khiêng bốn bên ngụy bị thương lội qua suối. Máu từ các vết thương của chúng nhiều giọt xuống suối đỏ loang. Lúc chúng khiêng qua mặt xứ, chị thấy rõ từng giọt máu rơi xuống cát, với thành hàng, dẫn dải theo gót chân của bọn lính đang khiêng. Xác tên Mỹ bên kia bờ suối rồi cũng được bọn lính đưa sang. Chiếc mũ ba rèm chụt khỏi gáy tên Mỹ, rớt lại giữa dòng suối chui cuối đi sứ thấy lướt qua mặt mình một mớ tóc hoe hoe đỏ xóa sợi và chiếc mũ khoằm khoằm nhô cao tiếng súng trong hang đang ngớt tâm linh sứ bỗng như báo trước một điều gì ghê gớm sắp xảy đến chị chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đựng lời nói của anh san chật vẳng lên rất rõ bên tai chị chuyện gì mình cũng có lường tính trước thì tới lúc xảy ra mình vẫn vững tâm hơn và sứ bắt đầu thầm nói với chồng được rồi em sẽ làm theo lời anh anh ơi bây giờ em vững tâm lắm rồi. Chắc lần này em không còn gặp anh nữa. Vậy khi trở về, anh cũng đừng buồn, em thương cho anh lắm, vì em biết 7 năm qua anh vẫn nhớ tới mẹ con em. Em biết ngày trở về không có em, chắc anh sẽ buồn nhiều. Tha lỗi cho em, nghe anh. Nhưng nếu còn con Thúy, thì anh hãy coi đó là sự đền đáp của tình em. Anh hãy nhìn con, tức là anh nhìn thấy em rồi. Tới giờ phút này, em cũng chưa biết con ra sao. Nhưng em tin là con mình còn sống vì các đồng chí trong hang đều còn nắm chặt tay súng sứ thầm nói và chị cảm thấy như có chồng đứng bên cạnh mình thực rồi chị thủ thị với mẹ và em gái má bây giờ má đương làm gì má đương dọn vườn hay cho heo ăn ba ngày rồi con không thấy mặt má e con cũng không còn thấy má được nữa nếu con chết má nuôi con thúy cho con nghe má má hãy coi con thúy như là con sứ của má hồi nhỏ vậy thì con vẫn còn ở với má hoài chứ con không chết em quyên oi, em xây dựng với ngạn là phải đó. Ngạn là một thanh niên tốt, một đảng viên tốt. Chị chắc không dự được đám cưới của em. Nhưng không sao, chị vui và tin rằng đời em sẽ sung sướng. Em dáng công tác, thay chị săn sóc má, săn sóc con Thúy. Em thương con Thúy nhiều nhiều cho chị, nghe em út. Thổ lộ câu này, Sứ cũng có cảm tưởng rằng mẹ và em gái đang nghe mình nói. Nhớ tới con Thúy, chị khẽ kêu, Thúy ơi, con đừng chết nghen con. Và rồi chị âu yếm với con trong tưởng tượng. Chị ôm chầm lấy đầu con mà vuốt ve, hôn hít. Nhưng đều là trong tưởng tượng. Quả nhiên, sứ lường lính không sai. Việc chị ngờ đến đã đến. Giữa lúc chị còn mải mê âu yếm với đứa con trong tưởng tượng thì mấy tên lính chạy từ trong hang hòn về đến suối, lội gấp qua, chạy thẳng đến trước mặt chị. Một thằng mở phăng sợi dây trói buộc ngang mình chị. Đứng dậy. Sứ tính đứng lên, nhưng đứng không được quỳ suốt đêm qua tới giờ chân chị tê hết cả tên lính xốc tay chị lôi đi hai chân chị bị kéo lết trên sỏi. xuống tới mé suối chị vùng vằng buông tôi ra để tôi đi tên lính buông tay chị xứ co co chân một lúc mới nhón đi được chị chậm rãi lội ngang quãng suối mà hồi đêm hôm chị đã lội qua đến bờ bên kia một tên lính khoát tay chị vào hang hòn rồi nó đi xốc lên trước tên lính đi sau nói nè, chị biết dắt chị đi đâu không? không, thiếu tá chỉ huy kêu đem chị về chồng đấy, số mạng chị còn lớn lắm. nghe tên lính nói, sứ nghĩ nó tính làm gì mình? chắc nó có âm mưu gì đây. được, cứ để coi, làm gì thì làm, tụi mày vẫn là tụi mày, tao vẫn là tao. hai tên lính dắt sứ vào trong vườn dừa, đưa chị đến trước mặt tên thiếu tá chỉ huy hành quân. tên thiếu tá này mặt xương, nước da đen nhánh hắn không đội mũ kết gì cả. Có lẽ hắn muốn trương bộ tóc hớt kiểu tài tử, trải láng mướt, ốp sát vào gáy. Hắn nhịp nhịp trong tay một cái que gỗ đánh VEC nâu bóng loáng. Ở đầu thanh que có bịt bạc, ấy là hắn bắt trước các tên trung tướng tay sai. Hồi này đang bắt đầu có cái mốt ra trận không cầm súng mà cầm gậy chỉ huy. Cùng đứng với tên thiếu tá, còn có thằng xăm và lũ biệt kích. Thấy sứ, tên thiếu tá liền nhìn chị với đôi con mắt lấy lại vẻ nghiêm nghị. Hắn cầm thanh que, khẽ nhịp vào lòng bàn tay trái xòe ra. Sau một lúc ngắm nghía và nhoẻn một nụ cười gian rào, hắn vẫn cứ nhịp nhịp thanh que vào lòng bàn tay. Cha, mặt mày coi sáng sủa như vậy mà lại theo Việt Cộng à? Sứ dai nhìn chỗ khác. Nghe nói cô có người chồng tập kết, tôi cũng chẳng nói chi, có lẽ tôi còn khen cô nữa đó. Nhưng cô đi theo Việt Cộng thì tôi không khen cô đâu. Đi theo Việt Cộng là đi vô con đường chết. Sứ mỉm cười, nụ cười của chị như nói, mày không còn có chuyện khác nữa sao? Chuyện đó tụi mày nhai tới nhai lui tao nghe chán ra rồi, thôi đi. Nhưng tên thiếu tá không chịu thôi. Trái lại, đứng trước xứ hình như hắn muốn chủ tài. Hắn ba hoa một lúc về chủ nghĩa nhân vị, về đồng tiến xã hội, về lực lượng hùng hậu của chính phủ quốc gia do ngô tổng thống lãnh đạo mà những người lính chiến như hắn là những người tiêu biểu. Cuối cùng, hắn kết luận. Cô đừng có trông đợi gặp chồng cô cho mất công. Không có thống nhất đâu. Còn chúng tôi và còn nước bạn Huê Kỳ thì ở đây không có thống nhất gì giáo. Về điểm này, chị Sứ không nhịn được nên chị trả lời. Tụi Mỹ với mấy người thì tính như vậy, nhưng nhân dân thì tính khác. Nhân dân tính sớm muộn gì cũng tiêu diệt mấy người để có thống nhất. Nghe Sứ nói, tên thiếu tá chố mắt, cười hẹ hẹ. Tiêu diệt tụi tôi, chừng nào mới tiêu diệt được tụi tôi. Hắn vung tay chỉ về phía miệng hang. Cô cứ coi kìa tụi đồng chí của cô trong hang cao lắm thì ngày mai cũng phải bỏ ra. Có mấy đứa với mấy cây súng quèn mà đòi tiêu diệt. Anh em tôi trong hang chưa bỏ ra đâu. Nụ cười gian rào vụt tắt trên khuôn mặt thằng thiếu tá. Mặt hắn dần dần tái sạm lại. hắn im đi một lúc để nén cơn giận, rồi dây qua hỏi bọn lính. Đem máy nói lại chưa? Bọn lính bảo rằng máy nói đã đem ra, và dây điện cũng xong. Tên thiếu tá khoát tay. Thôi, dắt nó đi bọn lính biệt kích của thằng xăm đẩy chị sứ chúi nhào về phía trước tên thiếu tá và thằng xăm sồng sộc đi theo sau lưng một thằng thiếu úy tâm lý chiến mặt non choẹt lấm chấm đầy mụn tay cầm chiếc mi cờ rô trực sẵn tên thiếu tá bước lên sát chị sứ nãy giờ tôi nói chuyện hòa nhã với cô bây giờ thì tôi nói chuyện cứng rắn nghe tôi hỏi đây bây giờ cô muốn sống hay chết nếu cô muốn sống tôi hứa đảm bảo cho sống nếu cô muốn chết tôi sẵn lòng cho cô chết trong nháy mắt cô trả lời đi trả lời liền đi chị sứ nhìn thẳng vào mặt hắn lát sau chị nói sao tôi lại muốn chết ở đời đâu có ai muốn chết nụ cười tái hiện trên đôi môi của thằng thiếu tá à té ra cô cũng muốn sống hắn cầm thanh que trỏ về phía miệng hang dễ thôi chỉ cần cô cho tôi một câu cô hãy nói với tụi trong hang rằng cô đã đầu hàng và kêu gọi tụi nó ra đầu hàng như cô Cô hãy nói rằng tụi tôi đối xử tử tế với cô, đối xử tử tế với bất cứ ai bỏ súng xuống, xuống, đi ra khỏi hang. Được chớ. Tên thiếu tá dừng lại, chờ đợi. Trong lúc ấy, tên thiếu úy tâm lý chiến cầm cái micro bước nhón tới, để cái micro lên ngay trước mặt trị sứ. Đồng thời, thằng xăm cũng đã rút xoạt lưỡi dao cúp cúp Mỹ đeo lên hông bước thoát đến đứng sát một bên sứ. Tên thiếu tá chắp tay sau lưng, mắt dõi cử chỉ của sứ hắn tin rằng chị sẽ khuất phục trước cái chết. Hắn tin chắc như vậy, vì thể theo bụng dạ của hắn, thì nếu lâm vào cảnh ngộ này, hắn sẽ còn làm hơn thế nữa để được sống. Và trăng trước mặt hắn, chị xứ là người phụ nữ, mà chị lại là một phụ nữ có nhan sắc, thì lẽ nào chị có thể cưỡng lại sự sống hay sao? Chính hắn, hắn còn tiếc thay huống hồ là chị. Nhưng chị xứ vẫn đứng yên, chị nhìn trước micro bằng bụng tay, mặt lỗ chỗ như tổ ong bụng nghĩ nếu mình nói vào đây tất tiếng nói sẽ lớn hơn. Nhìn về phía miệng hang, chị biết rõ từng anh em lúc nào cũng có mặt đó, và nếu chị nói, anh em đều có thể nghe thấy cả. Tên thiếu tá sốt ruột hất hàm hỏi. Sao? Chịu hay không? Trả lời đi. Chị xứ bước lên một bước, gật. Được, để tôi nói. Trong hang, anh em vẫn ghim súng đợi. Sau lúc địch sộc và rồi bị đánh bật ra, chúng không sộc vào nữa, đã gần một tiếng đồng hồ rồi, địch không mở thêm một trận tấn công nào mới. Nhưng anh em vẫn ngó thấy chúng còn lỗ nhố, thấp thoáng qua lại trong vườn dừa, cho nên anh em vẫn ở nguyên chỗ cú súng không rời tay. Ngạn nói với anh hai thép, sợ chị sứ bị bắt hay bị tụi nó bắn chết rồi quá. Có thể bị bắt, hồi đêm đâu có nghe tiếng súng nổ. Anh hai thép đắt thế và im lặng, suốt đêm qua cho tới sáng nay người lãnh đạo cuộc chiến đấu này bị đặt trước những sự biến không ngờ. Đêm qua, cô nhớ sau khi đưa nước về tới hang, liền ôm bụng kêu đau và một lát sau mặt cô tái nhợt, người toát đầy mồ hôi lạnh. Anh hai sinh nghi, hỏi cô có uống vốc nước suối nào không. Cô đáp là có. Vừa đáp xong, cô liền ngã vật xuống. Anh hai lập tức thọc tay chọc cổ cô, nằm nhớ ói ra một bãi nước lõng bóng, vàng lè. Từ bãi ấy xông lên một mùi nồng nồng rất khó chịu anh hai thép kết luận rằng địch đã đầu độc suối chính năm nhớ đã uống phải vốc nước suối có thuốc độc rồi nhưng nhờ kịp thời cho năm nhớ nôn tháo nên cô nằm mê man một lúc thì tỉnh lại cái cả om nước của năm nhớ đem về lập tức bị đổ bò thế là trong hang vẫn ở trong cá tình trạng thiếu nước như cũ hơn thế trong chuyến đi lấy nước chị sứ đã bị mất tích sứ không trở về việc đó làm cho tất cả hang suốt đêm qua không ai ngủ được vào lúc nửa đêm con thúy giật mình thức giấc trên phiến đá kêu mà, má ơi. Rồi không có tiếng má nó đáp và ôm lấy nó như mọi khi, nó hòa khóc, quyên phải đến dỗ cho nó ngủ lại. Nhưng sáng ra thì con bé khóc thực sự, vì nó đi kiếm khắp hang mà chẳng thấy má nó đâu cả. Quyên phải nói dối má nó đi công tác ra ngoài xóm. Việc chị xứ đi lấy nước không trở về khiến cho cả hang hết sức lo lắng. Phải chi chín mắt họ trông thấy chị bị bắn chết thì sự việc cũng là rõ ràng. Đằng này họ không biết cái gì đã xảy đến với chị. Đêm hôm qua, khi Trọng và anh Ba Rèn về tới hang, thấy thiếu sứ, hai anh liều quay lại, nhưng không tìm gặp chị. Lượt sau chính ngàn sách súng cùng hai anh đi kiếm chị nữa. Họ mõ mẫm, sờ soạn từng gốc dừa, ngờ rằng chị đang nằm mê man bất tỉnh cạnh một gốc dừa nào đó ở lối đi lấy nước, vì họ ngờ chị cũng có thể vốc nước suối màu uống như cô năm nhờ. Nhưng rồi cả ngạn cũng thất vọng. Anh đã quần giáp một khu vườn mà vẫn không thấy gì cả. Đêm hôm qua, có thể nói là một đêm mà cả hang thấp thỏm lo âu mất chị xứ ai cũng cảm thấy như mình có lỗi và lòng cứ dấy lên sự nhức nhối hối hận ai cũng tưởng như chính mình phải gánh lấy trách nhiệm ấy dẫu rằng trong cuộc chống trà này chị chưa trực tiếp cầm súng nhưng chị đã lo cho họ từng miếng ăn giọt nước có chị là có sự chăm sóc có những bước đi nhẹ nhàng không động có sự dịu dàng đưa cho và là vì từ buổi lớn thành người con gái chị đã để lại trong lòng họ nhiều tình thương miến cũng giống như dòng suối, lá cành, hoa quả. Chị xứ như thuộc về hòn đất, không tách ra được. Chị thuộc về niềm hãnh diện của xóm làng, kể cả sắc đẹp lẫn tính tình. Hơn nữa, chị còn là tấm gương trung thủy, là một người phụ nữ ôm giết lấy xóm làng đó, bà con đó, mà vượt qua mọi điều thử thách. Anh hai thép lòng dày vỏ hối hận vì đêm qua đã để xứ đi. Mặc dầu anh thấy rằng mình nghĩ như thế là không được. Trong chuyến đi lấy nước ấy, nếu không là chị xứ thì là người khác và rốt cuộc cũng sẽ có một người gặp nạn cũng đều gây ra tổn thất trong lòng anh. Tuy nhiên, việc không may xảy ra với chị Sứ làm cho người bí thư này bị bứt rứt, dày vò hơn. Nếu như trong những năm gian khổ, mọi người đều phải vất vả của người vợ trẻ có chồng tập kết. Cũng cách đây hai hôm, Sứ đã đưa cho anh em lá thư của chồng từ miền Bắc gửi về. Anh còn nhớ rõ lúc đưa thư cho anh. Mấy ngón tay của Sứ run quá và anh thấy đôi mắt Sứ lúc ấy ánh lên biết bao hy vọng. Nhớ lần sau lúc chị bị bọn trên quận bắt, Sứ đã bảo với anh, em không tiếc cho thân em đâu, dù em có chết em cũng không tiếc, chỉ thương cho con Thúy, với lại em chết thì tội nghiệp cho anh bà. Thống nhất trở về không có em, thế nào anh cũng buồn nhiều. Anh Hai thép đã từng thấy trong những lúc cách mạng gặp khó khăn, có những người phụ nữ như thế, họ muốn giữ mình được mãi mãi trọn vẹn là một đứa con gái yêu của Đảng, của cha mẹ, của quê hương, và đồng thời họ cũng cố sức giữ sao cho tấm thân mình được trinh nguyên để khi đất nước được thống nhất, họ vẫn dành cho chồng mình những điều hạnh phúc. Thật không ai tin tưởng thống nhất và đấu tranh chờ đợi cái ngày ấy bằng họ. Trong số phụ nữ đó, nổi rõ lên trước mặt anh là sứ. Đêm hôm qua, anh đã nghe con Thúy giật mình cất tiếng gọi mẹ. Suốt từ đấy, anh cảm thấy gánh nặng của cuộc chiến đấu như càng đẻ chĩu lên vai anh. Đến sáng, khi nỗi lo của anh chưa chút được thì súng lại nổ. Anh chạy ra miệng hang, cũng như những lần trước, lần này anh em đã đánh bật chúng nó ra ngay tức khắc. Có điều hơi lạ là sáng nay chúng sọc vào hang rất táo bạo. Vì thế mà chúng nằm lại trước miệng hang cũng nhiều hơn. Phần đông chúng đều nằm lật ngửa. Có tên chưa chết, chân duỗi soàn soạt, kêu hồng hộc như heo bị thọc huyết. Cuối cùng chúng nó cũng không còn kêu nữa. Từ bấy đến giờ, anh em đón đợi chúng đột nhập lần thứ hai, nhưng vẫn chưa thấy chúng động tĩnh gì. Từ khi rút ra, chúng chỉ quạt trung liên vào chớ không thấy bóng một đứa nào xông vào hết. Anh hai thép luôn nhắc. Phải luôn luôn sẵn sàng. Có thể tụi nó tính mưu kế gì mới. Nắng đã lên. Quyền đã đem túm gạo rang ra, đi đến từng chỗ phân phát cho anh em. Những tên giặc trước hang đều đã chết hẳn. Chúng nằm im, phơi mặt dưới ánh mặt trời. Trong vườn dừa, bọn giặc đi qua đi lại, lóng ngóng, nhấp nhỏm. Lâu lâu, chúng lại sổ vào miệng hang một băng trung liên rồi lại yên lặng có thể nghe thấy tiếng chim bắt đầu kêu chin chít tiếng sóc chạy sột soạt trên các tàu lá dừa và xa hơn là tiếng rì rào của sóng biển phút giây yên tĩnh này thật là căng thẳng nó không cho mọi người nghỉ cứ bắt mọi người phải để tay nơi cò súng và nếu những bóng xám đột nhiên lại xuất hiện ở cửa hang thì sẽ không có chút yên tình nào nữa súng sẽ nổ và những bóng xám sẽ quỵ xuống anh em cầm súng ngồi sau các hốc đá ngày càng tin chắc hơn rằng bọn giặc không thể nào lại có thể tránh được những phát đạn của họ. Cửa hang như một khoảnh định rất chuẩn xác, chỉ cần họ bình tĩnh mà bắn thì thế nào họ cũng bắn chúng. Càng ngày cái hang càng lộ rõ lợi thế cũng như nhược điểm. Lợi thế ấy là địa hình phòng ngự vững chắc, nhược điểm ấy là thiếu nước. Chính vì vấn đề nước mà năm nhớ suýt chết, còn chị xứ không trở về. Ngay bây giờ, ai cũng thấy họng mình khô khốc. Sau lần chiến đấu, mồ hôi lại đổ, cái khát càng dày vò mọi người dữ hơn anh ba rèn cứ rít lên từng chặp. Thiệt là quân chó đẻ, tới suối nước mà nó cũng bỏ thuốc độc. Anh chửi luôn mấy câu rất tục, bất chấp sự có mặt của Quyên ở đó, rồi thề rằng tên giặc nào bây giờ nhảy vô mà anh bắn hụt nó thì anh không phải là con người. Anh lại vung tay đấm vô ngực mình, vật vã oán mình sao hồi đêm mình lại không đi cản hậu. Tôi cứ ngỡ là tụi tôi đi đầu, nếu có đụng tụi nó thì đụng trước. Cũng tại tôi, anh hai thép nói, tại tôi không lường tới chỗ tụi nó bỏ thuốc độc. Đáng lẽ thì phải lường được hết sự hung áp của tụi nó, đằng này. Chưa nói hết câu, chợt anh hai dừng lại. Bên ngoài vụt có tiếng gì rẻ rẻ và tiếng loa phóng thanh đột ngột cất lên. Alo, nghe đây, nghe đây. Tất cả đều nín im, tiếng loa vọng vào hang ồm ồm. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa loan báo cho các phần tử Việt Cộng trong hang được rõ. Cô Nguyễn Thị Sứ là đồng bọn với các người, nay đã lọt vào tay quân đội và đã quy thuận tránh nghĩa quốc gia. Sau khi đã quy thuận, nay cô sứ có lời nói chuyện với các người. Tiếng loa ngưng lại, máy nói kêu khọt khẹt. Trong hang, mọi người sừng sốt ngó ra, nhưng họ không thấy gì cả. Bọn giặc đặt cuộc nói chuyện ấy ở một nơi mà tầm súng trong hang không thể bắn ra được. Cặp mắt người này nhìn người kia, như hỏi nhau rằng có cái tiếng loa ấy thật không, hay tai mình nghe lầm. Không ai tin ở tai mình nữa, nhưng sự thực là ai cũng nghe thấy. Không thể ngộ nhận về tiếng loa ấy được. Lúc đó, Quyền mới vốc một vốc gạo giang định đưa cho ngạn là người cô phân phối sau cùng, thì chợt nghe tiếng loa. Tay cô lấy bảy buông xòa vốc gạo đổ xuống lòng bàn tay ngạn. Mặt cô tái hẳn lại. Cô đứng im, mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng, môi dưới của cô rượt rực luôn mấy cách, tưởng chừng cô sắp hòa lên khóc. Nhưng không, cô cắn chặt lấy môi dưới đang giật giật đó, hai bàn tay từ từ nắm chặt lại, và vẫn đứng im. Cô lặng người đi mà đợi một sự việc ghê gớm xảy đến. Chưa bao giờ ngạn thấy Quyên hoảng sợ run rẩy đến tội nghiệp như thế. Bất giác ngạn nhớ đến sự hiểu lầm của Quyên trước kia đối với anh và anh tưởng như thấy lại được phần nào cái dáng dấp vật vã đau đớn của Quyên dạo nọ. Anh hai thép cau mày nhìn ra cửa hang. Anh cũng không nhìn thấy gì. Anh nghĩ rõ ràng là sứ bị bắt cưỡng ép nhưng lẽ nào sứ lại nghe theo sự cưỡng ép của tụi nó. Không, không bao giờ sứ lại như thế nhưng biết đâu được. Cô ta còn trẻ, còn con nhỏ, còn mẹ, còn nhiều cái ràng buộc với sự sống. Nếu cô ta nghe theo tụi nó mà nói những lời phải bội thì thật hết sức tai hại. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc chiến đấu đang giữa lúc gay gò. Nhất là sứ, người mà ai cũng thương cũng quý. Lời nói của một người như sứ lúc này rất hệ trọng. Tiếng khọt khẹt phát ra từ cái micro kia đã dứt. Giọng nói ôm ôm của tên giặc giờ lại hăm hở sổ vào máy các người trong hang chú ý chú ý đây tiếng nói của chị nguyễn thị sứ mọi người trong hang đều nhìn ra đây cũng là những phút giây chờ đợi căng thẳng thử thách nhưng mọi người không phải đợi lâu ngoài kia đã vọng vào tiếng nói hết sức quen thuộc ai cũng nhận ra ngay là tiếng nói của sứ thưa các đồng chí tôi là sứ đây tiếp đó bỗng chị vụt nói rất nhanh các đồng chí đừng tin tụi nó nói láo tôi không bao giờ đầu hàng các đồng chí ơi, đừng uống nước suối, đừng bỏ súng. Trong đó còn mạnh giỏi hết không? Con tôi còn sống không? Nếu còn thì bắn một phát súng cho tôi mừng. Mấy lời cuối cùng chị xứ nói sao mà vội vã, sao mà dồn dập, khẩn thiết. Tiếng chị như gào lên trong máy, cấp bách, dữ dội. Mọi người trong hang đều ngồng mặt, đứng hết cả dậy. Trên những khuôn mặt ấy bỗng chảy dòng nước mắt. Anh ba rèn nhảy phát ra giữa hang. Anh soạt chân đưa khẩu ga răng lên vai, bắn chĩa ra ngoài luôn ba phát bầm, bầm, bầm. Nghe sứ nói đến đấy, thằng thiếu tá tái mặt chửi lớn. Thằng xăm thì co chân đá chị ngã chúi xuống rồi nhảy lên người chị, dẫm đạp. Nhưng huyền diệu thay cho cái tiếng súng. Nó làm dạng dỡ khuôn mặt đang áp sát đất của chị sứ. Hình chị như không hề bị đạp tá. Chị sung sướng quá, chị mừng quá. Tiếng súng đã đáp lời chị, đáp lại hy vọng sau rốt mà chị hết lòng mong mỏi. Như vậy là vẫn còn, vẫn còn sống. Chị nghĩ thế và gượng nhổm lên, nhìn vào hang hòn. Đôi mắt chị mở to ngoái nhìn về cái hang ấy. Có thể là chị nhìn qua cái hang ấy. Trong đôi mắt có ánh vui mừng, ánh cháy bỏng, đau đáu. Đôi mắt đó lưu luyến không nỡ rời, ngập ngụa những yêu thương, những hy vọng, vừa mãn nguyện vừa căm oán. Vừa sung sướng nhưng lại vừa mông manh cái đau giá biệt. Cho nên đôi mắt đó vốn đã đẹp nay càng tuyệt đẹp. Tên thiếu tá hạ lệnh. Treo nó lên cây, treo nó lên cây dừa ngã kia kìa, cho đồng bọn nó được ngó thấy. Ba bốn tên biệt kích xông tới, túm lấy sứ, lôi sứ dậy. Trùng dùng một sợi dây dài buộc thêm vào hai khuỷu tay đã bị trói của chị. Thằng xăm co do cánh tay, dớn rác chạy tới ngắm nghĩa một cây dừa ngã xoài thân trước mặt hàng. Hắn nói, treo nó lên. Hắn hất hàm sai một tên lính có đeo rào. Mày leo lên vạt một cái khất để trồng dây cho khỏi tuột. Mau đi, Tên lính nghe lời thằng xăm, leo lên. Leo được năm, sáu thước, tên lính rút dao chặt bồm bộp vào thân dừa. Thằng xăm đứng dưới ngước nhìn. Khi tên lính đã chặt được một khắc quanh thân dừa, thằng xăm nói. Thôi, được rồi, xuống đi. Tên lính ném lưỡi dao, tuột xuống. Hắn vừa tuột xuống gần tới gốc thì thằng xăm chụp mối dây buộc sứ đưa cho hắn. Bảo hắn leo trở lên mắc vào cái khớp mới vặt đó. Bọn lính giữ chặt lấy sứ, hai tên đứng đón mối dây sửa soạn kéo xeng sứ lên sứ nói tụi mày treo tao lên thì anh em tao ở trong hang có thể ngó thấy tao nhưng anh em tao càng thêm căm thù tụi mày chớ không sợ tụi mày đâu lời nói của sứ làm hai tên lính cầm mối dây ngần ngừ chưa kéo thằng xăm tức giận nạt kéo hai tên lính giật mình kéo dị mối dây chúng còn gỉ chân sứ để chị không vùng vẫy được lúc chân sứ đã bị kéo khỏi mặt đất bọn chúng mới bỏ ra một tên không may bị sứ xỉa trúng ngón chân vào mặt. Nó bưng mặt la lên. Đê mẹ, con nhỏ này dữ quá. Sứ bị sợi dây kéo lên mỗi lúc một cao, lơ lửng, nghiêng nghiêng. Hai bắp tay trần trắng tươi của chị bị sợi dây rút ngược, chéo ngoặt. Đây là đôi tay đẹp đẽ và mát rượi. Đây là đôi tay làm lụng vào vén khéo. Đôi tay này đã có khi rụt rẻ, đã nhiều lần âu yếm, đã có lúc run lên ôm lấy chồng, ôm lấy con, mẹ và em, cô bác và đồng chí nên đôi tay đó bị trói ngoặt trông sao mà tàn nhẫn, trông mà uất, mà thương. Sợi dây tàn bạo cứ kéo lấy đôi tay, lôi sảnh tấm thân mảnh khảnh. Trên tấm thân đó cái gì cũng mịn màng, từ mái tóc dù gần tới gót chân, từ khuôn mặt tái đi vì đau đớn, từ bộ ngực căng căng sau lần áo lụa đen mỏng. Sợi dây tàn bạo kéo lên không chung người con gái xứ hòn, người con gái miền Nam, đã một lần sinh hạ, ngóng trông, trung thủy. Ở đây, trong lúc này, cái gì cũng tàn bạo, từ đường dây đó từ những tên giặc đứng bên dưới đó ngoại trừ ánh mặt trời và cây cối ánh nắng xuyên qua lá dừa mà gội đẫm mái tóc tốt dày của xứ gội từ đầu đến chân xứ và làn gió sang xuân và hơi thở của biển xứ vẫn phân biệt được làn da man mác của đồng bội và hơi gió biển mặn mỏi âm ấm trong lúc đôi cánh tay đau điếng trái sái xứ cố nhìn tới hang hòn bị những tàu lá dừa che xóa ôi sao làn gió không thổi vẹt những tàu lá nọ để may ra vào những giờ phút quý báu này chị có thể nhìn thấy những bóng người thương mến biết đâu chừng chị có thể nhìn thấy quyên đang cống con thúy trời ơi giá mà giữa lúc này chị được nhìn thấy con thúy dù là chỉ nhìn thấy nó một thoáng mà thôi trong phút chốc xứ nhớ lại đêm hôm qua chị nhớ đôi bàn tay bé bỏng của con bám giết lấy vai chị lúc rời phiến đá chị đã dừng bước như thế nào chị đã cảm thấy có một sức mạnh vô hình chỉ níu chị lại như thế nào Chị nhớ mình đã cởi áo đắp cho con. Phải rồi, đó chính là những phút giây sâu rốt, gần nhất, giữa chị và con. Đó chính là cái mốc của tình mẫu tử, cũng như đêm dạng ngày anh San lên đường tập kết và cái mốc gần nhất của tình chồng vợ mà chị Hằng ghi dấu. xứ nhớ từ hai cái mốc ấy nhớ đi. Chị tự nhủ, bữa nay, có lẽ mình chết. Nhưng mình chỉ thấy tiếc chứ không ân hận, mắc cờ gì cả. Tới phút này đối với đảng, mình vẫn y nguyên, như chị Minh Khai như võ thị sáu nên từ phút này trở đi mình cũng phải giữ được như vậy bị treo lơ lửng giữa cây dừa lão ngã giặc sứ luôn chuẩn bị tinh thần kiên trì cho tới cùng nhưng chừng hai mươi phút trôi qua mà bọn giặc không đả động gì thêm thằng xăm bỏ đi đâu một lúc giờ mới quay lại hắn đứng bên dưới ngước mắt ngó chị lườm lườm rồi hắn rào bước tới lui vẻ nôn nóng như chờ đợi một cái gì thằng thiếu tá thì nửa ngồi nửa nằm lưng dựa vào một gốc dừa hắn cắn cái ống đót bằng ngà, nheo nheo mắt nhìn xứ, qua làn khói mà hắn nhả ra không ngớt. Nó tính làm gì mình nữa đây? Sứ lại tự hỏi. Và chị lo sợ nghĩ đến một việc mà chị ngờ rằng bọn giặc có thể làm. Trời ơi, nếu tụi nó đem má mình tới. Đừng, đừng, má ơi, má đừng tới đây. Sự hồ nghi của sứ không sai. Khi chị mới ngờ và kêu lên trong lòng như thế, thì lúc ngoái nhìn ra sau, chị đã trông thấy mẹ bà đi giữa hai tên biệt kích, vẫn cái dáng gầy gầy, hiền hậu, quen thuộc ấy. Vẫn chiếc khăn rằn đỏ vắt vai và bộ quần áo tơ dệt ngà màu. Nhưng không phải chỉ có mối mình mẻ Đằng sau có tiếng ồn ào của đông đảo bà con và tên lính biệt kích cứ đi dây lui, tay ghìm khẩu cạc pin. Rồi một toán lính răng ngang lối đi thành một cái hàng rào. Tên thiếu tá dụi dụi cái ống đốt xuống dễ dừa, đứng bật dậy hỏi. Cái gì đó, cái gì mà họ la ó dần dần vậy? thưa thiếu tá họ đòi thả bà già họ nói bà già không có tội gì tại sao lại vô cớ bắt bà tên thiếu tá bảo một tên thiếu úy đứng cạnh anh cho chặn họ lại không được để họ tràn lên nghe chưa rồi hắn bảo tên xăm dắt bà già đó lên cho bà giáp mặt với con bà đi thằng xăm bước tới trước mặt mẹ sáu khoát tay chỉ về phía cây rửa treo xứ con của bà nó cứng cổ lắm nên nó đã bị treo lên kia kìa bà tới nói phải quấy cho nó nghe đi. Ông thiếu tá hứa nếu bà nói nó ưng chịu đầu hàng và kêu gọi tụi trong hang đầu hàng thì ổng cho hạ dây thả nó liền. Thằng xăm nói chưa hết câu, mẹ sáu đã giang tay vẹt mấy tên lính trước mặt, chạy nhào về phía xứ. Sứ trông thấy đôi tay nghèo ngào, mái tóc bạc trắng bay xóa của mẹ, và chiếc khăn dần đỏ trên vai mẹ chị rơi xuống đất. Còn mấy bước nữa đến chỗ sứ, mẹ không đi được nữa, chân mẹ lóng cóng, khuỵu xuống, nhưng mẹ nhổm lên, chạy tới. Cuối cùng, sứ nhận ra đôi tay mẹ lập cập quàng lấy bắp chân mình, ôm giết. Rồi đầu mẹ, mặt mẹ rúi vào chân chị. Liền đó, chị nghe sao bắp chân mình ướt nóng, giàn rủa. Tiếng mẹ chị bắt đầu nức lên ở bên dưới, nghẹn tắt. Sứ mở to mắt, nhìn xuống mái tóc bạc phơ và đôi vai gầy của mẹ đang rung rung. Lòng đau điếng, Sứ ngoảnh nhìn nơi khác. Đôi mắt sứ vụt đỏ hoe, không chớp. Nhưng sứ cố nén, để nước mắt khỏi trào ra sứ muốn khóc nhưng chị cưỡng lại chị không muốn để bọn giặc hiểu lầm một lần nữa và để mẹ mình khỏi đau đớn thêm chị hồi hộp mong sao mẹ đừng thốt một lời nào đừng nói một tiếng nào giữa lúc này chị mong mẹ cứ im lặng và thương chị mẹ hãy cứ ôm chị thế đó như ngày nào chị còn bé dại như chị cũng đã tính nếu như vì quá thương chị mà mẹ lỡ nói với chị lời nói không phải thì chị cũng không nghe theo đâu nhưng như vậy ắt chị sẽ đau đớn. Thật là chưa bao giờ, chưa lần nào sứ phải giết giữ lòng mình một cách quyết liệt đến thế. Cũng chưa lần nào chị có cái cảm giác sao xuyến lạ lùng đến thế. Đôi tay đó, khuôn mặt đó giờ đang áp vào chân chị, truyền khắp người chị một tình yêu dãy ruộng. Hơn cả con mình, mẹ sáu còn oan ngoại gấp bội. 27 năm đẻ con ra và nuôi con lớn lên, mẹ đã nặn vắt từng giọt sữa, chát chiêu từng tấm áo. Đôi chân thon thả treo lưu lượng này đây, chính mẹ là người trông thấy nó cất bước đi chập chứng đầu tiên. Còn suối tóc mượt mà rủ xuống tới vai mẹ đây, chính mẹ cũng đã vuốt ve khi nó hãy còn lơ thơ bệt dính trên đầu. Rồi những tiếng ngọng nghịu, rồi những ngày mẹ lâm vào cảnh quá buộc, chính đứa con gái này đã cảm hiểu và đỡ đần cho mẹ nhiều nhất trong những năm tháng gieo neo. Mà lúc lớn lên, đứa con ấy nào có sung sướng gì cho cam? Nó lại cun cút nuôi con. Đời mẹ thế nào, đời con gái lớn mẹ cũng thế ấy một đứa con như thế mà lại phải dứt ra mẹ xấu không đau lòng sao cho được nhưng muốn giữ lấy con mẹ càng không thể nói những lần bọn giặc buộc mẹ nói thiêng liêng hơn đứa con mang nặng đẻ đau đó còn cả xóm làng này còn cả cái hang đang chống trả quyết liệt này thiêng liêng hơn đứa con của mẹ là cuộc cách mạng mà mẹ suốt đời tin tưởng và gắn bó bà già bà nói đi nếu bà muốn cho con bà sống thì bà nói sao cho nó nghe đó thì nói thằng thiếu tá đứng bên lại nhắc đôi chân hắn dậm dịch cứ như dẫm lên ổ kiến lửa. Thình lình, sứ bỗng thấy mẹ buông rời chân mình ra. Mẹ chị dây qua phía thằng thiếu tá. Sứ nghe rõ từng tiếng mẹ mình nói. Con tôi lớn rồi, nó có trí khôn của nó. Ý nó muốn sao xin cứ để nó liệu lấy. Nghe mẹ nói thế, sự chịu không nổi nữa. Nước mắt chị trào ra, chảy ròng ròng. Chị vặn mình trên dây la lớn. Cởi dây cho tao xuống, mau đi tên thiếu tá nhìn thằng xăm nháy mắt thằng xăm ướm hỏi sao chịu rồi hả được rồi mở dây cho tao đi sứ nói mở dây cho nó tụi bay, đem micro lại đây bọn lính tháo dây buộc nơi cái cọc cặm bên dưới sợi dây từ từ buông hạ sứ xuống người chị nghiêng nghiêng trông chừng không thể đứng được bà mẹ giơ cả hai tay đỡ lấy con do đó lúc chân sứ mới chạm đất thì đầu chị đã áp vào vai mẹ rồi cứ thế, chị ôm chặt lấy mẹ, chị hôn khắp khuôn mặt nhăn nhau giàn dục nước mắt của mẹ. Chị hôn gấp gấp và sau rốt chị chỉ nghẹn ngào thốt được một câu đứt quãng, mà, má, má nuôi con Thúy cho con nghe má. Tên thiếu tá bước tới, tách bà mẹ ra khỏi xứ. Hắn nói, thôi, đủ rồi, bấy nhiêu đủ rồi. Hắn đưa hai tay chỉ về phía tên thiếu ủy tâm lý chiến đang cầm micro trực sẵn bảo xứ. Nói đi, xứ hỏi, nói sao? Nói như lần đầu tao biểu, kêu mấy thằng đó buông súng đầu hàng. Cứ vậy mà nói. Mở trói cho tao đi. Không, nói rồi sẽ mở trói. Sứ không thốt thêm một lời nào nữa. Chị bước tới và nhanh như cắt. Chị có chân đá thốc cái micro trên tay thằng thiếu úy. Chiếc micro vong bắn đi, lôi thốc theo cả sợi dây điện, lăn lông lốc. Tên thiếu tá kêu ré lên một tiếng như bị ai bóp cổ. Hắn nhảy tới, đấm túi bụi vào mặt sứ bà mẹ sổ vào. Hắn vung tay gạt mẹ ngã quay lơ ra, la lớn. Xăm chặt đầu con nhỏ này cho tao. Thằng xăm rút soạt lưỡi cúp cúp sáng loáng xông tới như một con thú. Hắn co thúc cánh tay bị thương sát vào bụng, vung dao lên chém mạnh vào gáy xứ. Nhưng kỳ lạ quá, nhát dao đầu tiên đó mới chạm vào bỗng thấy bật trở lại. Thằng xăm chém tiếp hai nhát thiệt mạnh nữa. Đầu xứ chỉ chúi giật tới trước. Cả ba nhát dao đều chém không đứt đầu chị. Thằng xăm chùm tay, thở hồng hộc. Hắn liếc nhìn lưỡi dao, ngờ vực. Nhưng đây nào phải vì lưỡi dao Mỹ không bén. Đây tại bởi tóc trị sứ dày quá. Đây chính bởi lưỡi dao chạm phải một suối tóc tốt tươi nhất, suối tóc của 27 tuổi đời con gái, vừa mượt vừa dày, gồm muôn ngàn sợi bền chặt dù từ đỉnh đầu bất khuất đó dù chấm xuống sát đôi gót chân bất khuất đó. Bà mẹ đã ngất đi trên bãi cỏ. Mãi khi hai tên biệt kích xông vào phụ lượng, hè hụi chụp tóc sứ kéo ngược ra phía trước, thì thằng xăm mới chém một nhát chúng gáy sứ. Nhưng chị vẫn chưa chết. Thằng xăm vung dao lên định chém nữa thì bỗng tên thiếu tá giơ tay ngăn lại. Thôi đừng, đừng chém, treo nó lên. Bọn giặc lại rút sứ lên thân dừa. Tên thiếu tá hầm hực nói. Để nó ngắp ngoài như vậy, hay hơn. Để nó rên cho thấu tới tai tụi trong hang. Sau khi chém đến dao thứ tư, thằng xăm bỗng liệng dao ôm vai lào đảo đi tới bên gốc dừa. Hắn tựa lưng vào thân dừa, mở cúc áo ngực nơi bả vai bên trái của hắn chỗ có buộc băng thấy nhuộm đỏ máu không phải do ai đâm ai chém mà là vì hắn đã dáng quá sức để chém xứ nên vết thương của hắn bị chấn động phá miệng và máu hắn mới ở ngục tuôn ra thế đó kênh ký ức chiến tranh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại